ý nha, đợt này thi là mình phải tự tắt chiếc bèo, tự nhãn tay ha. Lưu ý. Rồi lên xe nè, chỉnh kiến hậu nè. Đó, để thấy tay nắm cửa trước là đúng rồi đó. Không, kiến hậu bên trái. Đó, như thế là đúng. Rồi nhớ nè, mình phải mở AC máy lạnh nè. Ha, phải mở AC máy lạnh. Có phải AC máy lạnh phải cháy lên, đúng không? Phải sáng, đèn phải sáng mới là có máy lạnh ha. Khi mở máy lạnh thì cái máy của mình á nó sẽ bù ra máy lạnh thì nó mới mạnh hơn. Rồi, về về xuất phát đi. Mấy cái thao tác sắt thắt chiếc bèo và nhả thắng tay là mình phải lúc trong đi học rồi phải tập cho nó nhuần nhuyễn nha. Tại vì bây giờ á là ha, kỹ thuật viên á là sẽ không được phép là nhắc nhở cho mấy việc đó nữa. Hồi xưa thì trước đây thì có nhắc nhở ha, còn bây giờ là thi 2020 thì nó có đó phần thẳng lưu ý dân đó. Rồi bây giờ xuất phát á, thì cabo á, khuất lần xuất phát thắng lợi. Rồi thắng đi. Mình khoan hai mở xi nhan em, đợi cho xe 15 lên lên dốc rồi đó. Lưu ý ngày thi là sao? Đầu tiên là mình phải lên xe, chỉnh ghế xong, chỉnh kiến xong, phải thắt xích bèo nhãn tài sẵn sàng trước rồi đã. Rồi khi đã sẵn sàng rồi thì vô số 1, rồi bắt đầu mình sẽ mở xi nhan. Ha, mở xi nhan. Khi mở xi nhan thì ở trên đài á, người ta sẽ biết là mình đã sẵn sàng rồi, người ta sẽ cho lệnh xuất phát. Chứ còn mới lên mà mình mở xi nhan trước, người ta cho lệnh xuất phát mà lúc đó mới chỉnh ghế thì sẽ không kịp ha. Rồi mở xi nhan trái đi. Khi nào có lệnh bắt đầu thì đi ha. Bắt đầu. Nghe từng từng tắt xi nhan. Rồi các con bài thi tiếp theo. Bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Rồi lưu ý ha, cái trường thành công á thì ha, ngang cái vai của mình á hoặc là ngang cái điểm canh nè, phải lố qua cây cột này một chút, nó bị lệch một chút. Hai cây stop dưới đất liền ha, là phải lố qua một chút xíu như thế này. Ha. Còn cái cây trên dốc là mình phải thắng ngay. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe và khởi hành ngang dốc. Nhớ là mình không có ém con, mình buông con cho xe nó lấy trớn nó lên ha, chứ không có ém lại. Rồi tốt ha. Rồi mở con. Mở con nhẹ. Rung chưa? Rồi. Buông thẳng. Nó lên rồi mình cũng phải điểm ga nhẹ theo nha em. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc. Rồi cho con cho xe đi chậm lại đi. Bài này do cái quãng đường á, từ cái quãng đường đi vô đường đinh á nó rất ngắn, do đó mình phải lấy sát trên phải trước. Rồi cái vai của mình á ngàn cái ống hút ở trên đó, thấy không, ống hút xanh. Rồi thắng. Tại vì phải như thế á, khi chi khi mình đánh hết lái đi vô á thì xe của mình đã tương đối lọt rồi, rồi mình tinh chỉnh lại nữa là xong. Rồi các con thả trớn, khi nào thẳng xe là thắng đứng lại đàng hoàng. Rồi mình vừa chạy vừa trả cũng được, nhưng mà thắng đứng lại thì tốt hơn. Đúng rồi, rồi chỉnh đi. Tim áo, tim vô lăng ha, cục đá trên và phải chút em đó. Đúng rồi đó nè. Và phải chút thôi, nó hơi hở về bên phải. Rồi kiến ngang góc, cắt con cho xe đi chậm đánh lái. Bài này bài đường hẹp vuông góc thì mình phải sao cho xe đi chậm, không đã nói đường hẹp mà. Cắt con trả thẳng lái trước nè, trả nè. Rồi nhìn lại bên đây, ngang kiến móc lái tiếp, nhanh lái lên. Đúng rồi, ngang kiến đánh lái là để cho bánh sau nó không đè vô góc quá ha. Ngồi sau lưu ý để một chút mình lên mình lái nha. Tình huống nguy hiểm thứ nhất nằm ngay vị trí này. Bây giờ các con thả trớn đi, có thì thắng. Nghĩa là trường thành công á. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Tình huống khẩn cấp là nhớ báo hết, xong phải đợi thêm 3 giây đối với trường thành công. Đúng không? Phải đợi thêm 3 giây. Rồi. Rồi đèn xanh đèn đỏ thì cứ cabo
phức lằn vàng là thắng đứng lại. Rồi các con thả lớn khi cà bô phức lằn vàng là thắng đứng. Rồi rồi mình sẽ ăn gian đèn đỏ ha, ăn gian đèn đỏ tức là khi đèn đỏ nó đang điếm ngược lại còn 3 giây là mình buông chân thắng ra, bắt đầu mình mở con từ từ để cho xe không tắt máy, hiểu chưa? Ăn gian mục đích là để mở con từ từ cho xe không tắt máy nhé, nhớ mục đích của việc ăn gian đèn đỏ là như thế ha. Rồi giờ 3 giây mình buông thắng nhẹ nè, rồi bắt đầu mở con từ từ. Bài thi đường vòng quanh co. Đất rộng rồi đúng không? Mình dẫn cao lên xíu rồi lấy lái từ từ vô thôi. Đừng có lấy lái vội, đừng lấy lái vội. Lấy từ từ thôi, đừng lấy vội. Lấy từ từ lái thôi. Để cho mà vừa vô là mình đi thẳng vô liền đó. Rồi em còn lại nè. Bài này thì sao? Tiến bấm lưng, lùi bấm bụng, tức là mình bám vào phần lưng bên đây nè, để hở cái bụng ra. Thấy không? Cái bụng là bên đây, lưng bên đây. Rồi cắt con cho xe đi chậm lại, rồi trả lái đâm về cái lưng, trả nhanh lái đâm về cái lưng, phần bụng ở đây đúng không? Rồi móc vô, móc vô, đúng rồi, thêm lái, rồi rất tốt, mở rất rộng, rất đẹp. Rồi vô bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông, đèn xanh đèn đỏ thì sao, nhớ không? Dạ, em ngồi sao nhớ không? Dạ. Còn 3 giây thì bỏ thắng nha. Nhưng trước đó là sao? Cabo khuất lằn vàng là mình thắng, có nghĩa là mình ăn gian á, khuất lằn vàng là mình thắng, mình đừng có vô đèn đỏ. Rồi chắc con đi em, Cabo khuất thắng. Rồi khi đèn đỏ còn 3 giây là bắt đầu mình ăn gian lên, ha, ăn gian mình đi. Mục đích của việc ăn gian nhớ nhắc lại là để cho mở con từ từ không tắt máy nha, chứ không phải là để vượt đèn đỏ nha. Rồi từ 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 mấy giây, 6 5 4, rồi buông thắng trước nè, rồi mở con từ từ nè. Bây giờ quy ước nhà xe tới trước là nhà xe số 1, nhà xe tiếp theo là nhà xe số 2. Rồi bây giờ mình làm nhà xe số 1 luôn nè. Bài thi tiếp theo, bài thi ghép xe dọc và nơi đỗ. Muốn làm được nhà xe số 1 mình phải bám sát tìm đường vô. Rồi các con thả trớn đi. Rồi khi vai ngang cái chữ B dưới đất á, à, thấy cái chữ B dưới đất không? Rồi là mình sẽ thắng đứng đánh hết lái. Rồi khi cái góc ha, cái góc bên trái mình á lọt qua cái cột vàng là mình lo ém con trả lái lại để áp sát vô nha. Rồi trả lái chậm lại, rồi căng lại nè. Như thế này xe mình mới áp sát, còn nếu mình để yên lái á, là xe mình sẽ hở rộng. Rồi nhìn vào vai, đúng rồi, ngang chưa? Rồi rồi mắt nhìn gương trái trước này. Khi ló qua hàng, ló qua cái góc là thấy giáp mi trắng mi đỏ là mình sẽ thắng đứng xíu nha. Vừa chạm tới là thắng. Rồi một con lại lại. Rồi vào số gì à? Rồi tiếp tục nhìn gương trái trước. Rồi về hết lái chưa? Rồi về. Thấy chân bánh như cái góc đẹp không? Nằm khoảng 3 công tắc là 2, từ 2 tới 4 tắc là đẹp đúng không? Rồi nhìn qua đây, khi nào song song thắng. Rồi thôi thắng. Rồi đã thắng lái. Rồi tiếp tục về. Bài này thỏa một điều kiện thôi, thì mình dặn mình về đúng không? Về khi nào báo pin thì thắng lại. Rồi vô số 1. Rồi khi chạy ra thì mình sẽ đi thẳng tới. Và nhớ là cái vai của làm sao, cái vai mình ngang ngang mặt rồi móc lái. Mục đích là để cho bánh sau ha, không đè vô cái góc. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Tại sao cái ngay cái đường hẹp vuông góc ạ? Thì ngang kiến đánh lái, mà tại sao ra nhà xe lại ngang dài mới đánh lái?
đó, trong cái bài xác định thời điểm đánh lái đúng không, khi mà cái mình thấy thùng xe của mình quá sát với đối tượng rồi đúng không, thì mình phải chạy càng cao lên. Lúc hồi nãy bài đường hẹp luôn góc thì cái thùng xe của mình á chắc cái đối tượng là cái góc nó nằm khoảng bao nhiêu, một mét mấy lận thì ngang kiến mình đánh lái, nhưng mà trong nhà xe đi ra cách có 1 tấc 2 tấc 3 tấc à, do đó mình phải ngang vai rồi phải đó rồi bà. Dẫn tiếp tục các con cabo quốc lần vàng thắng rồi rồi, bài này mở xi nhan trái đúng không, mình có 4 cái xi nhan, 2 trái và 2 phải, ở đây 1 trái với lúc xuất phát 1 trái là 2 trái đúng không, rồi còn 2 phải là lúc rẽ phải ngay đèn xanh đèn đỏ và bài kết thúc đó. Nhớ là nhớ bài tình huống nguy hiểm đã có chưa, rồi vì là ở đây nó sẽ không xảy ra, đây là điểm tình huống nguy hiểm thứ hai nè. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe chỗ có đường sắt chạy qua. Rồi mình chạy nên áp sát vô ha, mình thắng chế độ chính xác hơn. Rồi các con thật trớn đi em, nhớ là mình vẫn phải thắng lố qua ha, lố qua 1 tấc đó nha. Thắng. Rồi rất đẹp à, nè thấy không, thấy lố qua không, thấy không, vậy là nó nằm sát cái chọc chữ B đó. Đúng rồi, thì lưu ý là sao, bài thi tiếp theo, bài thi thay đổi số trên đường thẳng, mình thắng vô cái cột, mình thắng cái cột thì mình chạy hơi sát sát cái cột, mình thắng vào chính xác chứ mình chạy rộng ở ngoài thì thắng khó. Thắng vào đây trước đi em, thắng vào đây trước đi. Bây giờ cái bài này, cái mục đích của bài này là gì, yêu cầu từ biển bắt đầu tăng tốc mình phải tăng được tốc độ trên 20, là tức là cái biển xanh đó là tốc độ tối thiểu, có nghĩa là mình phải tăng trên 20 rồi mình sẽ giảm lại 20 trước cái bảng 20 màu đỏ đúng chưa. Như vậy thì giờ cứ buông thắng trước nè, mở con từ từ đi. Rồi vô bài là bắt đầu mình cắt con thả trớn, khi nghe tín hiệu tưng tần là mình thắng đứng xe lại. Rồi ép sát đùi kéo thẳng xuống rồi đẩy lên, có nghĩa là mình vô về số 2, vô lại số 1 cho máy nó nhận đi. Khoan khoan, thắng lại đi em, thắng lại để anh nói nghe nói nè. Bây giờ đó chân thắng á, em bỏ qua chân ga đi, không đạp ga, mở con như mức bình thường. Rồi khi nó lăn đều hết rồi, lăn khoảng 1 mét 2 mét rồi mở hết con ra, rồi lúc này mới điểm ga lên, ga nữa, ga lên cho dài lọt vào biển 20 luôn nữa. Rồi các con thắng gục xuống biển này, thắng gục xuống nha, chứ đừng rồi buông ra, không cần thắng đứng, rồi mở con từ từ, đừng để tắt máy. Có nghĩa là em thắng đứng cũng được, nhưng mà chỉ cần thắng gục xe xuống là tốc độ đã dưới 20 là đã đủ rồi, hiểu chưa? Rồi chậm lại. Bài này có gì? À, tình huống nguy hiểm đã có rồi, thì tình huống nguy hiểm điểm tình huống nguy hiểm thứ 3 sẽ không xảy ra. Rồi bây giờ mình cũng sẽ quy ước. Bài thi tiếp theo, bài thi ghép xe ngang và nơi đỗ. Quy ước đó là bài nhà xe trước là nhà xe tới trước là số 1. Bây giờ vô xe số 1 nè, số 1 đang ra rồi nè. Thì mẹo nè, rồi các con thả trớn đi. Khi vai của chúng ta đó ha, ngang cái cột nè. Đó, hoặc là nó. Rồi, thắng, rồi một phút lái lên. Tại vì quãng đường từ đây quá ngắn, mình phải dùng cái như thế này mình mới làm. Rồi nè, em nhìn vô cái mũi xe nè em. Khi mũi xe lọt qua góc á là lo trả lái từ từ lại để cho áp sát cái nhà xe vào. Nó trả lái hết rồi. Rồi trả lái nè. Rồi trả thẳng lại. Rồi từ từ dẫn tới, đúng rồi. Vai của mình á hơi lố qua cái cột này 1 tấc nha em. Rồi thẳng. Rồi. Rồi mắt nhìn gương trái, tìm tới góc chữ A của nhà xe. Chậm lại, bước này cần làm chậm. Rồi. Rồi trả thẳng lái. Rồi vô số dè. Rồi tiếp tục. À, nhìn gương trái. Giữ cho tốc độ xe đi chậm và đều. Khi nghe tín hiệu tưng tần là mình thắng đứng lại. Đúng không? Dè thêm 1 tấc nữa cho nó vô sát nè. Rồi. Rồi, móc hết lái trái đúng không? Rồi, bí quyết là nhìn ở đâu? Nhìn lên đầu tay nắm cửa nha. Đầu tay nắm cửa là chân bánh á, thấy đầu tay nắm cửa mà nó còn hở ống hơi thì cứ mạnh dạn dè. Rồi, giữ tốc độ dè chậm và đều. Rồi, dè đi. Khi nào song song thắng. Rồi thắng, trả thẳng lái lại, trả thẳng lái,
rồi cần canh chân bánh cho chân bánh ha, nó cán vào làm chấm điểm khoảng 3 tấc coi nó có báo hay không. Rồi thắng không báo thì mình phải thắng lại chứ mình ve nữa là sẽ cán không hơi đúng không. Giờ đẹp mà nó không báo nè, vô lại số 1 đánh nửa vòng lái qua tay phải rồi bò lên khoảng 4 tấc, bò lên đi. Rồi, là nó sẽ báo, hiểu chưa? Tại vì nó chỉ lạc chút xíu thôi, hiểu chưa? Rồi móc hết lái đi ra, nhớ là khúc này phải móc hết lái nha. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Từ từ, bây giờ mình phải trả lái thẳng thớm đàng hoàng mới mở xi nhan phải. Rồi mở xi nhan phải. Rồi cong lái theo. Rồi trả ra. Đó, xe là phải đánh trả vậy đó. Rồi. Bài thi kết thúc thì có bài thi tiếp theo, bài thi kết thúc. Rồi, có xi nhan phải, lấy tay giữ xi nhan luôn, một tay giữ xi nhan, một tay cầm lái. Không, để làm chi? Bảo mà lúc lắc đó, nó không tắt. Khi nào báo đậu mình mới buông ra ha. Chúc mừng bạn đã thi đạt phần thi lái xe trong hình. Rồi, nó như vậy là em lấy trọn 100 điểm đó. Ha, rồi thắng đi. Về số. Kéo bắn tay lên. Rồi ok. Rồi em lên lái đi vô.